Chim bìm Việt có tên khoa học là Kentropus sinensis, là loài chim đặc biệt nhạy cảm với môi trường sống, có thân mình dài, mỏ nhọn, mắt đỏ, đuôi dài. Bìm bịp là loài chim định cư, thường phân bố ở các vùng đồng bằng, trung du và miền núi có độ cao từ 600 đến 800 mét. 1. Đặc điểm. Cái tên bìm bịp xuất phát từ tiếng kêu của chúng. Có khoảng 30 loài bìm bịp khác nhau. Trong đó có hai loài bìm bịp thường gặp. Loài bìm bịp lớn có tên khoa học là Kentropus sinensis stephan. Loài bìm bịp nhỏ có tên khoa học là Sebeng helensis melin. Cả hai loài đều có thân mình dài, đầu tròn múc, mỏ to nhọn, mắt tròn, màu đỏ, đuôi dài hơn cánh. Chân có 4 ngón, 2 trước và 2 sau, móng dài và sắc. Bộ lông bìm bịp có màu đen huyền, trừ hai cánh có màu nâu đỏ, đầu các lông cánh có màu sẫm hơn. Bìm bịp lớn phân bố ở Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Sri Lanka và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Con trống và con mái có màu lông giống nhau. Chim non có lông màu nâu chấm đen phủ toàn thân. Khi trưởng thành, phần đầu mỏ, cổ, ngực và đuôi có màu đen nhạt. Thân và hai cánh có màu nâu đỏ. Cặp mắt của chúng đỏ au, đôi chân đen bóng. Bìm bịp lớn là loài chim định cư, thích ở bụi rậm, lau sậy tùm gần sông suối, đầm lầy. Chúng thường dựa vào thủy triều để kiếm ăn và đi theo từng cặp. Bìm bịp là một loài chim ăn thịt, chúng ăn mồi sống như ếch, nhái, cá và đặc biệt là rắn. Bìm bịp lớn suốt năm sống trong vùng làm tổ nhỏ hẹp của nó và không đi đâu xa. Nơi ở của loài bìm bịp lớn là những lùm cây hay những nơi có nhiều bụi cây rậm rạp. Chúng làm tổ trong bụi cây rậm rạp, cách mặt đất 1 đến 2 mét. 2. Tập tính. Chim bìm bịp thường làm tổ ở những nơi có nhiều rắn để tiện cho việc săn mồi. Vì món ăn khoái khẩu của bìm bịp là các loài rắn nhỏ. Tổ của chúng có hình dạng túi dài, miệng tổ hơi nghiêng về một bên. Mỗi lứa bìm bịp lớn đẻ từ 3 đến 4 trứng. Bìm bịp lớn ăn cóc, nhái, ếch, rắn nhỏ, cào cào, ấu trùng chuồn chuồn. Bìm bịp trống thường có thân mình nhỏ bé hơn bìm bịp cái. Khác với những loài chim khác, bìm bịp trống phụ trách việc nuôi và chăm sóc con non. Nhiệm vụ của bìm bịp trống là tìm thức ăn, mớm thức ăn cho con non và bảo vệ con non khỏi kẻ thù. Trong khi đó, bìm bịp mái thì tự do bay lượn bên ngoài, đôi khi còn bay cùng các con bìm bịp trống khác. Mùa giao phối và sinh sản của chim bìm bịp có thể kéo dài tới 5 tháng. Một năm chúng có thể đẻ khoảng 2 lứa, mỗi lứa khoảng 3 đến 4 trứng. Chim bìm bịp là một loài chim có tính hung dữ, nhất là khi đối diện với kẻ thù hoặc tranh giành lãnh thổ. Chúng kêu rất to khi có người xâm phạm lãnh thổ của chúng. 3. Công dụng y học của chim bìm bịp. Theo dân gian, thịt chim bìm bịp có vị ngọt, tính ấm. Người ta thường dùng thịt chim bìm bịp để chữa bệnh. Bằng cách bỏ lông, bỏ luôn phần nội tạng, giữ nguyên phần thịt để ngâm rượu hoặc có thể nấu cháo. Có tác dụng bổ máu, giảm đau, tiêu ứ, suy nhược, chân tay nhức mỏi, ứ huyết bầm tím, tê thấp, đau lưng, sản hậu. Tuy nhiên khoa học chưa chứng minh điều này. 4. Vấn nạn săn bắt quá mức. Tuy thịt chim bìm bịp và rượu bìm bịp mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ, nhưng việc săn bắt quá mức đã làm giảm đi một số lượng lớn cá thể trong loài. Môi trường sống của loài chim này ngày càng bị thu hẹp. Chúng ta cần phải có những biện pháp tích cực để tránh tình trạng loài chim này sẽ bị tuyệt chủng trong tương lai. Để ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức này, chúng ta có thể triển khai các biện pháp như sau. 1. Hạn chế việc săn bắt ngoài tự nhiên. 2. Nghiên cứu và gây nuôi sinh sản. 3. Tuyên truyền nâng cao ý thức mọi người trong việc bảo tồn. Thông qua bài này, cung cấp cho các bạn những thông tin về loài chim bìm bịp. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn. Ngoài ra, kêu gọi mọi người hãy hạn chế việc săn bắt loài chim bìm bịp. Vì chúng đang giảm đi rất nhanh số lượng cá thể trong tự nhiên. Môi trường ô nhiễm, phá rừng bừa bãi cũng làm cho môi trường sống của chúng bị thu hẹp. Hy vọng loài chim này sẽ sớm được nghiên cứu và được tiến hành nuôi rộng rãi. Để tránh tình trạng một ngày nào đó, loài chim bìm bịp này sẽ bị tuyệt chủng.